Hello, xin chào tất cả các anh em đam mê nổ bắn bi. Hôm nay thì em lại quay lại với cái video về cái bản lề anh em. Thì trên tay em đang có hai cái mẫu bản lề chính. Cái màu đen này là bản lề cho cánh sợi thủy tinh, còn cái màu trắng này là bản lề cho cánh tre, để lắp cánh tre. Đây, bản lề lắp cánh tre là nó như thế này. Bản lề cánh sợi thủy tinh. Thì em sẽ nói chi tiết cái thông số của nó và em báo giá luôn cho anh em dễ mua nha. Rồi, em lấy thêm một cái cây thước nữa. Ở đây là cái cánh sợi, cái bản lề cho cánh sợi thủy tinh. Thì bên em sẽ làm như thế này. Có hàng sẵn ốc 8 ly. Ốc này là ốc thông dụng nha. Anh em có thể mua ốc ở ngoài thị trường được. Mua hai con ốc tán thì đã hàng sẵn rồi. Còn nếu anh em nào chơi cái hai con tán này thì anh em có thể là xài ốc 6 cũng được. Đút qua đút lại cho nó lỏng nên anh em dễ tháo dễ lắp được. Còn không thì anh em bạn ra đó. Cái này thì dễ thôi, ốc tán này thì ở đâu cũng có bán hết nên là nó cũng không đáng gì 2-3 ngàn một con. Bên em thì không gửi như vậy, không có kèm ốc nha. Đây thì lắp cho cánh sợi thủy tinh thì chắc chắn là cái cánh này, cánh sợi thủy tinh nó vào, nhưng mà đầu tiên vào thì nó hơi chật nha, tại vì đây là thiết kế để đóng vào. Anh em có thể mài vát đầu đi để đóng vào đó. Thì em sẽ đo cái này cho anh em. Cái bảng này của nó là 4 cm anh em. Nhưng mà bản của cái này thì nó chỉ có 3 cm thôi. Khi đóng vào thì tại vì mình còn trừ bì nữa nè anh em, trừ bì nữa. Đóng vào là nó vào vừa đẹp như thế này. Đóng vào nó vào vừa đẹp như thế này. Có nhiều anh em mà đóng vào mà chưa có mài vát cái này nè, đóng vào nó khó vào. Mà khi nó khó vào thì nó mắc kẹt luôn trong này. Nó kẹt luôn trong này thì dẫn tới là anh em đóng càng mạnh vào thì nó gãy cái cánh này. Mà cái lấy cái phần gãy ra nó cũng khó nữa. Nên đầu tiên là anh em hãy dùng cái mỏ búa hay gì đó, anh em gõ cho cái này nó mở ra một chút, gõ cho này mở ra một chút. Tại vì cái chỗ này là hàng chết nhưng mà cái chỗ này thì nó làm cho nó dư ra nè mọi người thấy không? Rồi, cánh sợi thủy tinh thì nó có hai loại. Cánh 3 phân nè, dày 6 ly nè, dài là độ dài cố định luôn ha. Không có loại dài khác. Nó chỉ có dài 60 thôi. Dài 60 thôi. Cánh này sẽ em báo giá luôn, anh em mà mua cặp cánh này 150 một cặp nha. 150 một cặp. Anh em mua cặp bản lề này cũng là 150 một cặp. Hả? Anh em nhìn thấy nó đơn giản vậy, ai biết hàng thì làm ok nha. Nhưng ai không biết hàng làm cái này cũng cả một vấn đề nha. Mất công lắm nha. Mất công lắm á. Cái tiền thép thì không có nhiều mà cái tiền công thợ thôi. Thì mình cũng nhập về mình bán thôi chứ mình không có làm. Bản thân mình thì hàng gọi là chấp nhận được, chứ còn nói mà hàng để mà ra cái sản phẩm đẹp để bán cho anh em thì mình chưa đủ tự tin. Thợ làm thôi. Đây là cặp cánh sợi, cặp cánh nỏ lắp cho cánh tre. Thì em sẽ đo cho anh em xem nè. Cái cánh này nó phủ bì, làm phủ bì là 3 phân. Đây. Phủ bì là 5 phân 4. Coi như 5 phân rưỡi đi. Nhưng mà phủ bì là mình tính cả mép ngoài nha, mép trong thì chắc chắn là khi đó thì anh em sẽ đẽo cho cái đầu cánh nhỏ lại nha. 3 x 5. Anh em sẽ đẽo cái đầu cánh nó nhỏ lại để nó lọt vào đây được. Lọt đẹp vào đây. Khi nó lọt vào thì anh em đóng nó vào, đóng nó vào vừa đẹp là ok. Anh em có thể cố định bằng keo 502. Keo 502 hoặc keo AB. Tốt nhất là keo AB anh em. Đó. Thì ở đây nó thiết kế là đóng thẳng vào trong. Đó. Cái độ sâu đóng vô này là độ sâu đóng vô 5 phân. 5 phân anh em. Thì đây nó cũng y như cái cặp bản lề kia thôi. Ở đây cũng chốt vít. Chốt vít. Chốt vô cái bán gỗ của mình đó anh em. Đó. Ở đây cũng hàng ốc 8 ly. Đó. Ốc 8 ly. Đây cũng 5 phân. Nói chung là 5 phân. Đó, kích thước thì anh em nhìn cho kỹ nha. Rồi, anh em nhớ kỹ cái tên sản phẩm nè. Để khi mà gọi tới đặt hàng anh em nói đúng cái tên để mình chốt luôn. Hoặc là anh em nhắn tin cái tên để mình chốt luôn, chứ nhiều khi nói lấy cho cặp bản lề mà không nói cặp bản lề gì, hỏi lắp cánh gì cũng không biết. Nói chung là có nhiều anh em coi clip qua lo lắm rồi mình tư vấn mình cũng không hiểu nữa, rồi anh em kêu mình vô Zalo để gửi hình ảnh anh em xem rồi kia. Trong khi là một số trường hợp mà mình rảnh ngay lúc đó thì mình vô Zalo mình tiếp anh em liền. Nhưng mà thường là anh em mà biết là bán hàng mà không có rảnh được ngay liền lúc đó thì đâu có tiếp anh em, đâu có vào Zalo kết bạn với anh em liền ngay lúc đó được. Thì cứ kêu anh em cứ nhắn vào đi, em chat lại cái tin nhắn của anh em sau. Thì nhiều khi mấy tiếng đồng hồ sau mới chat, hoặc là
cả nửa ngày xong chết, hoặc là nếu mà khách đông quá tới ngày hôm sau em mới chết được thì anh em đã nản mất, muốn mua hàng muốn thế kia thế nọ, là tốt nhất là anh em xem kỹ các video của em. Tên đây là bản lề cánh tre nha, bản lề cánh tre, giá của nó là 200, bản lề cánh sợi thủy tinh 150 và cánh sợi thủy tinh một cặp hai cái là 150 nha. Anh em có thể mua một cái để chơi làm nỏ mini, hoặc là anh em xem ở những cái video trước thì nói chung là những video nào em cũng có ghi một cái trang web để cho anh em bấm vào mua hàng. Có một số cái clip là em mới đăng á, nhiều khi em chưa có thời gian để em vào em bình luận, em ghi cái trang web vào thì anh em coi ở một số cái video khác tương tự cùng nội dung là nỏ bắn bi thì anh em sẽ thấy rồi. Ở video này em chỉ chia sẻ cơ bản và báo giá cho anh em là cái hai cái loại bản lề shop em đang bán và báo giá cái cánh nỏ này ha. Còn anh em mua ống thép độc rãnh thì anh em cứ bấm vào xem những video ống thép độc rãnh, nó có rất nhiều loại nha, nó có rất là nhiều loại, anh em nên coi hết video đừng có tua, để ví dụ anh em nói là anh có bán ống thép độc rãnh hay không, loại lỗ bao nhiêu, dài bao nhiêu, vậy là em chốt luôn, báo giá chốt luôn, đọc địa chỉ luôn nhanh gọn. Có nhiều anh em hỏi lỗ bao nhiêu anh tư vấn cho em với, tư vấn một buổi trời xong rồi kêu vào Zalo chụp hình cái ống đó cho em xem. Thì thật ra là anh em cũng biết là cái ống là nhỏ to thì mình chụp gần thì nó to, mà chụp xa thì nó nhỏ thôi. Anh em có nhìn hình anh em cũng sẽ không biết. Mà anh em nghe kỹ cái nội dung và cái thông số và nó chơi vừa bi nào nhé. Thì anh em nghe kỹ cái video rồi anh em gọi anh em đọc đúng cái thông số và độ dài đó để đặt hàng nhé. Tại vì thời gian này em rất là bận luôn. Mà anh em coi video không rõ ràng, nhiều khi gọi tới rồi nói 5 phút đồng hồ mà vẫn chưa chốt được đơn hàng. Là tại vì như vậy. Mà lên chụp hình cho anh em xem thì khi gửi tới anh em nó cứ tưởng là phim 16 nó to hơn chứ. Đó, phim 16 thì nó cứ tầm tầm này. Em có bị mấy trường hợp rồi, gửi tới nó cây này nhỏ quá. Mặc dù là cái lỗ 8, cây phim 16 dày tới 4 ly rất là dày. Một số anh em vẫn đòi to hơn. Không biết là anh em chơi như thế nào. Trong khi anh em mua cái phim 12 lỗ 6 ly 4 nó nhỏ cái tầm này. Thì nó mỏng có 2 ly mấy. Chụp hình anh em không biết được đâu nhé, không biết được đâu. Nên là anh em cứ xem kỹ video, lúc em cầm lên, ví dụ em cầm cái này lên như thế này, anh em nhìn là anh em biết rồi. Em báo thông số bản 3, dày 6 ly. Anh em nói dày 6 ly nó có dày quá hay không? Thì 6 ly là 6 ly anh em. Chứ nó đâu 6 ly mà dày 8 ly được đúng không? Thì anh em phải đo bằng thước. Hoặc là anh em ước lượng cái bàn tay của em nó như thế nào. Chứ không thể nào mà mình nói bằng miệng được đúng không? Rồi ok, một chút cái lưu ý. Em xin kết thúc clip tại đây. Em xin chúc anh em có nhiều sức khỏe, bình an và thành đạt nhé. Bye bye.